Cầm dao làm gì vậy em? À, em định chặt bỏ cây này nè chị. Ủa sao chặt nó? Cây đang tốt quá chừng mà. Cây này em trồng mấy năm rồi mà chưa thấy nó ra trái gì hết á, định chặt bỏ. Trời, nó ra trái không phải là do nó không muốn ra trái đâu em. Giờ em không biết những mẹo mà để làm cho nó ra trái á. À, mẹo gì á chị? Chị chỉ em nha. Ok, chỉ em luôn. Ra đây nè, từ từ chặt nó nha. Chào cô chú anh chị đang xem video của Sài Gòn Hoa ngày hôm nay. Chị hỏi em cái này nè, nếu như mà bây giờ chị hành hạ, chị tra tấn em sẽ như thế nào? Thì em sẽ bị đau, bị yếu, bệnh, có khi đi luôn. Thì em thua cái cây của chị rồi. Nếu như mà cây của chị nó sẽ không bệnh, không chết, đặc biệt nó còn ra hoa nữa. Và đó là những mẹo để giúp cho cây ăn trái có thể ra hoa, ra trái. Và ở trên cây thì em biết là đối với cây ăn trái, khi mà chúng bị một cái cành nó có vết thương á, nó sẽ bị gì không? Thì nó bị héo rồi bị rụng lá á chị. Không em nhìn đây. Cây này một vết thương nha. Đây, ở đây. Thấy gì chưa? Đây nè. Đây nữa. À. Vậy thì những tác động vật lý khi mà tác động lên trên cây, có thể là tác động lên trên cành, ngọn hoặc là ở thân cây, thậm chí là cả ở rễ cây, thì chúng sẽ làm gián đoạn cái chu trình sinh trưởng của cây. Khi mà cây đang phát triển thân lá nhiều như vậy, khi mà có một cái vết thương như vậy thì cây sẽ bắt đầu bị gián đoạn và chuyển từ trạng thái phát triển thân lá qua quá trình phân hóa mầm hoa và phát triển hoa trái nhiều hơn. Ủa rồi xén rễ chỉ dùng cho mỗi cái tắc thôi hả chị? Không em nha, đối với cách xén rễ này thì đều có thể áp dụng được trên các loại cây có múi như là cây tắc nè, cam, chanh, bưởi hay là quýt đều được. Và một hình thức ngược đãi cây nữa mà chúng có thể ra hoa, đó là để cho chúng khô, khát nước. Thì thường sẽ gọi bằng cái tên khoa học hơn là siết nước. Và cái cây mà sẽ dễ ra hoa với cách này nhất đó là cây lựu. Ủa vậy thì siết nước là làm sao vậy chị? Và chúng ta sẽ để cây khô trong khoảng tầm từ 3 đến 5 ngày, tùy vào cái cây đó kích thước lớn nhỏ. Để cho cây hơi héo rũ lá xuống thì sẽ tưới nước vào cho cây. Vậy thì mình để khô đến khi nào vậy chị? Để cái cây nó hơi rũ lá xuống một xíu, đừng có để khô mà tới mức lá vàng rụng hết nha. Dạ. Để hơi rũ xuống một xíu, sau đó tưới lại, sau đó tiếp tục để rũ tiếp. Vậy thì mình tưới lại khoảng mấy lần vậy chị? Thực hiện cái việc mà để cây héo này xong rồi tưới khoảng tầm 2 đến 3 lần thì cây lựu sẽ bắt đầu ra hoa. Mà sao chị thấy em hỏi về cây lựu này nhiều quá vậy? Tại vì nhà em cũng có trồng 2-3 cây lựu á chị. Nó không ra hoa đúng không? Dạ đúng rồi. Chuẩn bị chặt đúng không? Chị hướng dẫn xong mà nó ra hoa thì nhớ cho chị trái nha. Ok chị luôn. Và nhắc tới cây xoài thì tiện thể chia sẻ cho các anh chị một cách để mà xử lý cho cây xoài ra hoa cực kỳ đơn giản luôn, không cần dùng phân thuốc. Có một cách dân gian rất là hay, đó chính là xông khói cho cây. Có nghĩa là ở phần dưới gốc cây, anh chị sẽ đốt một đống ủ và để cho khói nó tỏa lên bao trùm hết cả cây. Thì anh chị có thể ủ bằng lá cây, rơm, rạ hay là từ cỏ. Và khi các đọt lụa non này bắt đầu ra thì trên này sẽ phân hóa mầm hoa và cây xoài của các anh chị sẽ ra được những chùm hoa.
Và cũng trên cây xoài này thì sẽ có một hiện tượng, đó chính là ra hoa hay là ra trái cách năm. Đó chính là năm nay thì có thể là ra hoa rất là nhiều, ra trái rất là sai, nhưng mà năm sau thưa hoặc là ít, hay thậm chí là không ra hoa ra trái luôn. Và năm sau nữa là cách một năm chúng sẽ bắt đầu lại ra hoa ra trái. Thì anh chị nào đã gặp phải vấn đề này hay là cảm thấy hứng thú về chủ đề này thì có thể để lại bình luận, và Sài Gòn Hoa sẽ chia sẻ cho các anh chị ở một video tiếp theo về nguyên nhân cây xoài tại sao bị như vậy và cách để mà xử lý như thế nào. Và vừa rồi là những mẹo mà Sài Gòn Hoa chia sẻ để giúp cho cây ăn trái trồng chậu có thể ra hoa ra trái. Anh chị có muốn Sài Gòn Hoa chia sẻ cho các anh chị cụ thể cách thực hiện trên một loại cây ăn trái nào đó trồng chậu thì anh chị hãy để lại bình luận, cũng như là đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất, những chia sẻ hay nhất từ Sài Gòn Hoa. Chúc các anh chị có những chậu cây trĩu quả, sum xuê trái. Chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.